Bạn nhỏ thân mến, chị là Hải Quỳnh, chị đến từ team học văn chị Hiên. Em đang được lắng nghe chuyên mục audio văn học dành riêng cho các bạn học sinh lớp 9. Trong buổi audio ngày hôm nay, chị sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu về một tác phẩm được coi là khúc ca vô cùng rộn rã, vui tươi của một tác giả nhưng đang sống ở những ngày tháng cuối của cuộc đời. Đó chính là thi phẩm Mùa Xuân Nho Nhỏ của tác giả Thanh Hải các em nhé. Và trong phần audio này, chị sẽ cùng với các bạn lắng nghe những thông tin về tác giả Thanh Hải và một phần nội dung của bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ. Nhà thơ Thanh Hải sinh năm 1930, mất năm 1980, tên thật là Phạm Bá Ngoãn, quê ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông hoạt động văn nghệ từ cuối những năm kháng chiến chống Pháp. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, Thanh Hải ở lại quê hương hoạt động và là một trong những cây bút có công lớn thắp sáng ngọn lửa thi ca cách mạng trong lòng miền Nam ngay từ những ngày đầu. Nhân dân Huế làm sao quên được hình ảnh Thanh Hải, một nhà thơ luôn có mặt trong lửa đạn vào những năm Huế giành từng thước đất trước mũi súng, trước xe tăng giặc. Bạn đọc yêu thơ làm sao quên được tiếng thơ Thanh Hải hát trong chiến đấu, hát trong giây phút đồng chí, đồng bào hy sinh cao cả. Đó là những vần thơ có ngôn ngữ trong sáng, giàu âm điệu, nhạc điệu, cảm xúc thiết tha, chân thành, bình dị, hồn hậu và lắng đọng. Trong sự nghiệp sáng tác của mình, nhà thơ Thanh Hải đã để lại cho đời rất nhiều tác phẩm ấn tượng, trong đó phải kể đến khúc ca chứa chan, đong đầy tình yêu và khát vọng mang tên Mùa Xuân Nho Nhỏ. Thi phẩm Mùa Xuân Nho Nhỏ ra đời vào tháng 11 năm 1980. Đây là một hoàn cảnh ra đời rất đặc biệt, chỉ một tháng trước khi nhà thơ vĩnh viễn qua đời. Đây là khi nhà thơ Thanh Hải đang nằm trên giường bệnh, sống những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời. Đó cũng là thời điểm mà đất nước vừa trải qua chiến tranh, còn gặp rất nhiều những khó khăn và thử thách. Bài thơ này chính là tất cả tấm lòng, tình cảm và những suy nghĩ sâu lắng mà nhà thơ muốn đem đến cất cao tiếng hát, dâng hiến cho cuộc đời, dâng hiến cho mỗi người và dâng hiến cho đất nước. Các em thân mến, nếu phải chọn ra ý nghĩa nhân văn nhất của thơ ca trong đời sống, thì đó là việc thơ ca đã cống hiến cho cuộc đời này những tiếng lòng đẹp đẽ, những vẻ đẹp trong sáng, đầy cảm xúc trong tâm hồn các thi nhân. Bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ của Thanh Hải xứng đáng mang ý nghĩa cao đẹp ấy. Bài thơ chính là tiếng lòng tha thiết yêu mến và gắn bó với đất nước, với cuộc đời, thể hiện ước nguyện chân thành của nhà thơ muốn được cống hiến cho đất nước, góp một phần mùa xuân nho nhỏ của mình vào mùa xuân lớn của cuộc đời. Nhà thơ Thanh Hải đã gửi gắm tất cả tấm lòng, tình cảm và những suy nghĩ sâu lắng của đời mình vào bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ. Bài thơ bắt đầu bằng những xúc cảm trực tiếp, hồn nhiên, trong trẻo trước vẻ đẹp và sức sống của mùa xuân thiên nhiên đất trời. Từ đó, mạch cảm xúc của bài thơ đã được mở rộng ra thành hình ảnh mùa xuân của đất nước hôm nay và cả đất nước 4.000 năm. Để rồi cuối cùng, mạch thơ chuyển sang biểu hiện suy nghĩ và ước nguyện của nhà thơ mong muốn được góp một mùa xuân nho nhỏ của mình vào mùa xuân lớn của dân tộc. Mạch thơ phát triển tự nhiên, để rồi khép lại cũng tự nhiên, đằm thắm trong một điệu dân ca xứ Huế. Ngay từ nhan đề Mùa Xuân Nho Nhỏ đã để lại rất nhiều những ấn tượng trong lòng bạn đọc. Mùa xuân ở đây không chỉ là để chỉ một mùa trong năm, mùa của cây cối đâm chồi, nảy lộc, mùa của sức sống trỗi dậy sau một mùa đông dài dằng dặc, mà mùa xuân ở đây còn là để chỉ những gì tươi đẹp nhất, tinh túy nhất của cuộc đời mỗi người. Thêm vào đó, tác giả đã khéo léo sử dụng tính từ nho nhỏ để cụ thể hóa, hữu hình hóa một khái niệm vốn trừu tượng, đó chính là mùa xuân. Tính từ nho nhỏ ở nhan đề đã đem đến một ý nghĩa đặc biệt cho nhan đề này. Lớp nghĩa thực của mùa xuân nho nhỏ chính là gợi về mùa xuân của đất trời, của thiên nhiên vũ trụ. Nhưng bên cạnh đó, mùa xuân nho nhỏ còn là hình ảnh ẩn dụ độc đáo, thể hiện một cách khiêm nhường, khát vọng lý tưởng, muốn cống hiến tất cả những gì đẹp đẽ nhất, tinh túy nhất trong cuộc đời dành cho quê hương, đất nước của tác giả và cũng là của tất cả chúng ta.
Tìm hiểu về bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ, chúng ta sẽ có 4 phần các em nhé. Phần thứ nhất đó chính là khổ thơ đầu tiên, thể hiện cảm xúc của tác giả trước mùa xuân thiên nhiên đất trời. Phần thứ hai gồm khổ thơ thứ hai và khổ thơ thứ ba, thể hiện cảm xúc của tác giả trước mùa xuân đất nước. Phần thứ ba chính là gồm khổ thơ thứ tư và khổ thơ thứ năm, thể hiện ước nguyện của nhà thơ. Và phần cuối cùng là khổ thơ thứ sáu, là một lời ngợi ca quê hương đất nước thông qua một điệu hò xứ Huế. Trong phần audio ngày hôm nay, chị sẽ cùng với các bạn lắng nghe phần phân tích chi tiết về khổ thơ thứ nhất, khổ thơ thứ hai và khổ thơ thứ ba trong thi phẩm Mùa Xuân Nho Nhỏ này các em nhé. Trước tiên, đó chính là về cảm xúc của tác giả trước mùa xuân của thiên nhiên đất trời. Vũ điệu của mùa xuân đã rót vào tâm hồn Thanh Hải niềm cảm xúc dâng trào. Thật đơn sơ, lặng lẽ, nhưng mùa xuân vẫn hiện về tràn đầy sức sống. Mọc giữa dòng sông xanh, một bông hoa tím biếc, ơi con chim triền triện, hót chi mà vang trời, từng giọt long lanh rơi, tôi đưa tay tôi hứng. Giản dị mà đầm ấm xiết bao, Thanh Hải đã khéo chọn cho mình một bức tranh mùa xuân với gam màu ấm áp, dịu dàng và trang nhã. Một màu xanh của dòng hương giang mênh mông, êm đềm, một màu tím biếc của bông hoa nhỏ bé. Sự sắp xếp hết sức cân đối hài hòa của bức tranh thơ, cái to lớn bao la không lấn át cái nhỏ nhoi bé bỏng. Màu xanh của mùa xuân làm nền cho sắc tím của bông hoa càng nổi bật. Chỉ vài nét phác thảo, Thanh Hải đã vẽ lên bức tranh mùa xuân thơ mộng và hài hòa. Bằng biện pháp đảo ngữ, mọc giữa dòng sông xanh, tác giả đã tô đậm hình ảnh một bông hoa tím bé nhỏ mà tràn đầy sức sống mãnh liệt, vươn lên trong điều kiện có phần khắc nghiệt để hòa cùng vạn vật giữa vũ trụ bao la vô tận. Hình ảnh thơ nhẹ nhàng, thanh thoát, màu hoa tím biếc nhẹ nhẹ, xuôi dòng hương giang thăm thẳm, thật thơ mộng và lãng mạn, quyến rũ đến lạ thường. Một màu tím thủy chung, đặc trưng của con người xứ Huế mộng mơ, trầm tư và cổ kính. Màu hoa tím ấy có thể là hoa lục bình, hoặc hoa súng mà ta thường gặp nơi ao hồ, sông nước làng quê. Con sông nhỏ tuổi thơ ta tắm, vẫn còn đây nước chẳng đôi dòng, hoa lục bình tím cả bờ sông. Đương say sưa với thiên nhiên đất trời mùa xuân, nhà thơ ngẩng nhìn lên bầu trời và vui sướng lắng tai nghe chim triền triện hót vang. Ơi con chim triền triện, hót chi mà vang trời. Thanh Hải đang lắng tai nghe tiếng chim triền triện cao vút trong không trung. Tác giả đặt từ ơi vào câu thơ như một lời thốt lên ngạc nhiên thích thú, như một nốt nhạc ngân vang trong bản trường ca mùa xuân vô tận. Tiếng chim hót như rót vào tâm hồn nhà thơ một niềm trìu mến. Tâm hồn nhà thơ đang tràn ngập niềm vui để ngôn từ thốt lên hót chi mà như một lời trách yêu đầy thân thương. Tiếng chim triền triện hót vang lừng trong trẻo cao vút như nốt thăng rộn rã của mùa xuân. Tiếng hót ấy cứ kéo dài, ngân nga rồi lan tỏa hòa quyện vào bầu trời xuân, kéo theo không gian bừng sáng rộn ràng. Trong dòng cảm xúc tuôn trào trước mùa xuân, Thanh Hải như cảm nhận được hơi thở nồng ấm của mùa xuân, hương vị ngọt ngào của mùa xuân, sắc xuân, tình xuân chan chứa. Từng giọt long lanh rơi, tôi đưa tay tôi hứng. Giọt âm thanh của tiếng chim thật trong, thật tròn, vang ngân giữa không gian, đọng lại thành từng giọt hữu hình long lanh như hạt ngọc. Nhà thơ đưa tay hứng với tất cả sự trân trọng và đắm say. Biện pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác khiến hình ảnh thơ trở nên lung linh, đa nghĩa, góp phần diễn tả trọn vẹn hơn niềm say sưa ngây ngất của tác giả trước vẻ đẹp của thiên nhiên đất trời vào xuân. Các em thân mến, trong hương sắc của mùa xuân, ta không chỉ thấy được vẻ đẹp quyến rũ của mùa xuân thiên nhiên mà còn bắt gặp ở đó mùa xuân trẻ trung, sôi nổi của lòng người. Nhà thơ Thanh Hải đã đưa ra hai hình ảnh cụ thể tiêu biểu của đất nước, đó là người lính và người nông dân. Mùa xuân người cầm súng, lộc sắt đầy trên lưng, mùa xuân người ra đồng, lộc trải dài nương mạ, tất cả như hối hả, tất cả như xôn xao.
Hình ảnh lộc non là biểu tượng cho sức sống mới vươn lên. Lộc của lính là cành lá ngụy trang. Những cành lá ngụy trang biến thành lộc đầu mùa, được mang đến theo từng bước chân các anh trên đường hành quân. Lộc mà người chiến sĩ mang đến cho chúng ta là xương máu mà các anh đổ xuống, là công sức bảo vệ mùa xuân thanh bình của dân tộc, gieo niềm hạnh phúc đến với mọi nhà. Người lính biểu trưng cho những con người bảo vệ tổ quốc, và người nông dân là những con người tiêu biểu trong công cuộc xây dựng đất nước. Bằng hình thức sóng đôi hài hòa, âm hưởng câu thơ trở nên nhịp nhàng và cân đối. Từ bàn tay người nông dân, lộc trải dài nương mạ. Bàn tay của người da đồng, tô điểm cho mùa xuân đất nước. Đôi bàn tay kỳ diệu của những người họa sĩ ấy đã vẽ nên những mảng xanh của niềm tin và hy vọng. Cũng như người cầm súng, lộc của người da đồng mang đến cũng đáng trân trọng biết bao. Lộc của người nông dân là mồ hôi, là bát cơm, hạt gạo, là cơm no, áo ấm. Người cầm súng, người da đồng là hình ảnh rất tiêu biểu cho những con người đóng góp, cống hiến cả thân mình để làm nên mùa xuân tổ quốc. Giai điệu rộn rã của mùa xuân, nhịp sống con người chừng như hối hả hơn, xôn xao hơn, để rồi biên độ khổ thơ ngân nga thêm với hai dòng thơ xao xuyến. Tất cả như hối hả, tất cả như xôn xao. Tâm hồn con người hòa quyện vào thiên nhiên, hòa quyện vào giai điệu của mùa xuân. Điệp từ tất cả như nhấn mạnh nhịp điệu sống mới, mùa xuân mới. Lời thơ thể hiện niềm hân hoan, rung động trong tâm hồn của tác giả. Các cặp từ lấy, hối hả, xôn xao vừa gợi cảm hứng, vừa gợi hình, mang đến nhịp điệu khẩn trương, phấn khởi, nhộn nhịp, tưng bừng, khơi gợi niềm vui náo động trong lòng người. Âm hưởng của mùa xuân tràn ngập cả thiên nhiên, hòa vào tâm hồn con người những xúc cảm thiết tha xao xuyến. Bất giác, Thanh Hải chạnh lòng nghĩ đến quê hương đất nước. Âm hưởng câu thơ bỗng trầm buồn và sâu lắng. Đất nước 4.000 năm vất vả và gian lao, đất nước như vì sao cứ đi lên phía trước. Trong giai điệu trầm lắng suy tư, câu thơ như đưa ta trở về với quá khứ 4.000 năm lịch sử. Trải qua suốt chiều dài lịch sử dựng nước, giữ nước, tổ quốc ta đã trải qua bao biến động và thăng trầm. Từ buổi đầu dựng nước, đất nước ta đã đứng trước nguy cơ xâm lược của kẻ thù. Câu chuyện mang màu sắc huyền sử về Thánh Gióng, cậu bé 3 tuổi làng Phù Đổng cất tiếng nói đầu tiên là tiếng nói yêu nước. 1.000 năm nô lệ phong kiến phương Bắc đầy đau thương và tủi nhục. Những hình ảnh của những người phụ nữ kiên trinh chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở Biển Đông, lấy lại Giang Sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ chứ không chịu khom lưng làm tỳ thiếp cho người. Năm 938, với chiến thắng oanh liệt của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng đã mở ra một kỷ nguyên mới của độc lập tự chủ. Những vần thơ bỗng trầm lắng suy tư của tác giả Thanh Hải như gợi nhớ về một thời kỳ đau thương mà vô cùng anh dũng. Trong thời kỳ ấy, sản sinh ra những con người trưởng thành từ đất mẹ đầy gian nan, vất vả nhưng luôn kiên trung đứng lên bảo vệ dân tộc. Đất nghèo nuôi những anh hùng, chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên. Tất thảy những gian lao, vất vả ấy của 4.000 năm đất nước cuối cùng được tác giả Thanh Hải chiêm nghiệm và gửi chọn niềm tin qua những hình ảnh so sánh thật đẹp. Đất nước như vì sao cứ đi lên phía trước. Sao là nguồn sáng lấp lánh, là vẻ đẹp vĩnh hằng vượt qua mọi không gian và thời gian. Sao cũng là hình ảnh rạng ngời trên lá cờ tổ quốc, bộc lộ niềm tin tưởng, niềm tự hào về một đất nước Việt Nam anh hùng, giàu đẹp, một đất nước Việt Nam mãi trường tồn, vĩnh cửu cùng thời gian và không bao giờ mất đi, không một thế lực nào ngăn cản được. Đất nước ấy nhất định sẽ tỏa sáng như những vì sao trên hành trình đi đến tương lai rực rỡ. Từ đó, tác giả thể hiện ý chí quyết tâm, niềm tin sắt đá, niềm tự hào của cả một dân tộc. Phụ từ cứ kết hợp với động từ đi lên, thể hiện quyết tâm cao độ, hiên ngang tiến lên phía trước. Và cảm xúc của nhà thơ chính là cảm xúc lạc quan, tin tưởng, ngợi ca sức sống của quê hương, đất nước, của dân tộc khi mùa xuân về. Các em thân mến, đó là toàn bộ những phần cảm nhận được trích ở trong cuốn sổ tay văn học tập 1, Những chuyến đi hành trình về miền ký ức, các em nhé.
Chị mong rằng thông qua audio này, chúng ta đã cùng với nhau một lần nữa cảm nhận được vẻ đẹp về phong cách thơ của tác giả Thanh Hải, về ba khổ thơ đầu tiên trong thi phẩm Mùa Xuân Nho Nhỏ. Mong rằng sẽ có ích trong việc ôn tập môn văn của các em. Rất vui vì được gặp các em ở trong audio này. Chị sẽ hẹn gặp lại các bạn ở trong những audio tiếp theo. Cảm ơn các em rất nhiều.